Thưa quý vị và các bạn, cả cuộc đời hoạt động và cống hiến cho cách mạng, dù bận lo công việc chung của đất nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh vẫn dành sự quan tâm theo dõi từng bước tiến của quê hương Hưng Yên. Trong những năm tháng xa quê, đồng chí đã nhiều lần về thăm, làm việc và viết thư thăm hỏi động viên cán bộ và nhân dân Hưng Yên đoàn kết phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Lời can dặn của đồng chí đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt để cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Yên đoàn kết khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân kỷ niệm 109 năm ngày sinh của Người, mùng 1 tháng 7 năm 1915, mùng 1 tháng 7 năm 2024, mời quý vị và các bạn cùng ôn lại hồi ức tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với nhân dân và quê hương Hưng Yên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh, tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1915 trong một gia đình yêu nước tại thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. 15 tuổi, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã bị thực dân Pháp kết án tù chung thân, hai lần bị địch bắt và đầy ra Côn Đảo. Hơn 10 năm bị địch giam cầm tại địa ngục Trần Gian Côn Đảo. Dù bị kẻ thù dùng mọi cực hình, đòn roi tra tấn, nhưng đồng chí vẫn nêu cao tinh thần bất khuất, giữ vững khí tiết của người cách mạng, biến nhà tù thực dân Đế quốc thành trường học cộng sản. Trong suốt cuộc đời gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều trọng trách. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hết lòng tận tụy vì Đảng, vì dân, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ta nhớ là Tổng Bí thư là một tấm gương mẫu mực về dân vận, cả đời gắn bó với dân, trong gian khổ, đi trước về sau, đầu sóng ngọn gió như thế đấy, mà giành được chiến thắng đấy, chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, mà trong đó có dấu ấn không thể nào không nhắc đến của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Thời gian được gặp Tổng Bí thư đã lâu, nhưng ấn tượng của ông Đặng Đình Được, người đã có hơn 2 thập niên trông coi khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, vẫn nhớ như in những lần Tổng Bí thư về thăm quê. Dù bận với nhiều công việc của Đảng, Nhà nước, song đồng chí đều dành nhiều thời gian gặp gỡ đến thăm hỏi bà con hàng xóm, cán bộ, xã viên hợp tác xã, gia đình chính sách bằng tình cảm, những lời thăm hỏi ân cần và gần gũi. Bác Linh là một con người rất khiêm tốn, kiên nghị, trung trực, thẳng thắn. Bác gặp dân thì bác vui vẻ lắm. Thì bác có nói là quê ta là quê tương bẩn. Thì giờ lên phát huy cái nghề tương, thì bà con nhân dân phấn khởi lắm. Và đến bây giờ đấy thì thực hiện lời của bác, thì thấy cái tương bẩn bây giờ vẫn có cái giá trị, có một cái tiếng vang. Hơn 20 năm kể từ khi được gặp cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhưng nay mỗi lần nhớ về những lời căn dặn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã phải thay đổi tư duy, thay đổi sản xuất để mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với mở mang ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Xã phải quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng để họ có đời sống tốt hơn. Quan tâm đến giáo dục, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai đã ăn sâu trong trí nhớ của bà Hà Thị Viễn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Giai Phạm. Chúng tôi cũng là rất là phấn khởi là cũng được gặp bác và bác cũng trao đổi, bác dặn dò, bác ân cần thân mật lắm, bác dặn về vận động bà con tích cực sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế của gia đình cũng như là đóng góp cho xã hội. Những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã trở thành chìa khóa để Đảng bộ đưa xã Giai Phạm phát triển. Từ địa phương có xuất phát điểm thấp đến nay, đời sống nhân dân phát triển về mọi mặt, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, cả 3 cấp học đều được xây mới, 2 trường mầm non và trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2. Trước đây thì đối với xã Giai Phạm thì cơ bản là một xã thuần nông, hưởng ứng các cái lời dặn của bác thì các thế hệ cán bộ qua các thời kỳ cũng đã nỗ lực tập trung để xây dựng cho quê hương Giai Phạm thì ngày càng giàu đẹp văn minh. Và năm 2021 thì xã Giai Phạm là một trong 6 xã được công nhận là xã nông thôn kiểu mẫu, cũng là một trong xã đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Trong ký ức của người dân Hưng Yên về hình ảnh một vị lãnh đạo nhưng rất giản dị sâu sắc, quan tâm đến đời sống nhân dân mãi mãi không phai mờ, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phấn đấu giành nhiều thành tựu hơn nữa trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh, xứng đáng là quê hương giàu truyền thống văn hiến như mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.